Hôm nay, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bên liên quan đang gần tiến đến việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau 2 ngày thảo luận tại Istanbul giữa các quan chức Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Nga từng cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5 trừ khi các yêu cầu của Moscow được đáp ứng nhằm loại bỏ những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Trong khi đó, hôm 10 tháng 5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có thể được gia hạn thêm ít nhất 2 tháng. Nhận định được đưa ra khi các bên liên quan tiến hành đàm phán ngày đầu tiên về việc gia hạn thỏa thuận ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm ngày 11 tháng 5 theo giờ Mỹ, tức là trưa nay theo giờ Việt Nam, chính sách hạn chế di cư từ Mexico sang Mỹ để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan đã chính thức hết hiệu lực. Hiện giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm đối phó với lượng người di cư, được dự báo là sẽ gia tăng trong thời gian tới. Dù chính sách hạn chế di cư của Mỹ, thường được gọi là điều khoản 42, đã hết hiệu lực, song một quy tắc khác được gọi là điều khoản 8 vẫn giữ nguyên. Theo quy tắc này, những người bị bắt khi di cư bất hợp pháp không chỉ bị trục xuất khỏi Mỹ, đối mặt với lệnh cấm 5 năm xin quy chế tị nạn, mà còn đối mặt với các nguy cơ cáo buộc hình sự. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng ban hành những quy định mới để giảm áp lực tại biên giới, như yêu cầu người di cư làm đơn xin nhập cảnh từ nước ngoài, thành lập trung tâm xử lý nhập cư ở các quốc gia khác, xây dựng chương trình tị nạn đặc biệt, mở rộng giấy phép lao động tạm thời. Trước tình trạng hơn 10.000 người mỗi ngày vượt biên từ Mexico sang Mỹ những ngày qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật đề xuất xây dựng lại bức tường biên giới đang bị đình trệ. Tuy nhiên, đề xuất này khó qua được Ải Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Thưa quý vị, các nước thuộc khu vực Tây Nam châu Âu đang phải đối mặt với năm thứ hai liên tiếp với thời tiết cực kỳ khô và nóng, với nắng nóng đầu hè đến sớm bất thường. Tình hình hạn hán nghiêm trọng đã diễn ra tại nhiều nơi, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và buộc chính phủ các nước châu Âu phải nỗ lực tìm giải pháp ứng phó. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha, những nông dân lái máy cày chậm trên đường tại nhiều thành phố để biểu tình đề nghị chính phủ giúp giải quyết tác động của tình trạng khô hạn. Không biết chúng tôi có thể cứu nổi vụ mùa năm nay không nữa. Khô hạn và thiếu nước như thế này thì có lẽ nông trại của tôi không tồn tại được. Chính phủ cần có biện pháp cấp bách và thiết thực ngay lập tức. Chúng tôi cũng có được hỗ trợ, nhưng là nhận tiền thôi. Và để được nhận khoản tiền hỗ trợ ấy thì cũng không dễ, vì còn có nhiều điều khoản đi kèm. Chúng tôi luôn bị áp đảo. Trước tình hình cấp thiết này, chỉ 2 ngày sau, tức là ngày 11 tháng 5, chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch chi gần 2,2 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với hạn hán. Trong đó, 1,4 tỷ euro sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng cho nguồn cung cấp nước mới, giảm thuế phí cho các trang trại bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Gần 800 triệu euro khác sẽ được dùng để hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi muốn bảo đảm hoạt động sản xuất lương thực được duy trì đều đặn tại Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, cần giảm bớt áp lực từ hạn hán lên người nông dân, vốn đã phải chịu nhiều sức ép từ sự gia tăng chi phí đầu vào. Giới chức Tây Ban Nha cũng ban hành quy định cấm một số công việc làm ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt như xây dựng, dọn dẹp đường phố hay trồng trọt. Lệnh cấm sẽ được áp dụng khi cơ quan thời tiết quốc gia đưa ra cảnh báo về nguy cơ nhiệt độ cao nghiêm trọng hoặc cực đoan trên 39 độ C. Cần phải có biện pháp để bảo vệ những người làm việc trên đường phố trong các công trình xây dựng. Các cơ quan chính phủ nên đưa ra quy định điều tiết. Ngoài Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang phải áp dụng những biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài. Italia hiện đang tìm cách sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn, đồng thời củng cố cơ sở hạ tầng dự trữ nước. Một số khu vực miền Nam nước Pháp đã phải tuyên bố tình trạng hạn hán ở mức khủng hoảng và áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng hạn hán kéo dài khiến mực nước sông giảm xuống thấp kỷ lục, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho kinh tế châu Âu do việc vận chuyển hàng hóa bị tắc nghẽn. Thiếu nước cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất điện từ các nhà máy thủy điện và hạt nhân, đồng thời làm giảm sản lượng nông nghiệp. Điều này có thể sẽ khiến vấn đề chi phí sinh hoạt tại châu Âu còn trở nên trầm trọng hơn nữa trong năm nay. Gần 2 triệu phiếu bầu của người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở nước ngoài đã được gửi đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay để được tách riêng và kiểm đếm trong ngày bầu cử. Được gửi đến từ 73 quốc gia khác nhau và 156 văn phòng nước ngoài, bao gồm cả hải quan, các lá phiếu sẽ được giữ trong một khu vực an toàn có khóa tại trung tâm triển lãm ATO ở Ankara cho đến Chủ nhật. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ cạnh tranh với ứng cử viên thuộc phe đối lập Kemal Kılıçdaroğlu trong cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt của nước này. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Kılıçdaroğlu có khả năng dẫn trước trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Nếu không có ứng cử viên nào giành phiếu quá bán, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 để quyết định người chiến thắng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.